Trung Quốc Khang Tiểu Hoa chỉ kịp nghe em gái nói có hai người đánh nhau trong nhà, một người đã chết trước khi cuộc gọi đột ngột chấm dứt. Hoa gọi lại thì điện thoại của em gái Khang Tiểu Phương đã tắt nguồn. Sau vài lần liên tiếp liên lạc không được, Hoa vội đi báo cảnh sát huyện Ngũ Nguyên, khu tự trị Nội Mông Cổ lúc hơn 16 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2017. Cảnh sát huyện Ngũ Nguyên phân tích tình huống, nhận thấy có quá ít thông tin. Vì nội dung cuộc gọi nói địa điểm là tại nhà, cảnh sát nhận định nhà ở đây có thể chỉ nhà Phương nên lập tức lên đường đến đây. Tình hình trong nhà cơ bản vẫn bình thường, không có dấu vết đánh lộn hay đập phá. Phòng bếp sạch sẽ, nhưng phòng ngủ và phòng khách tương đối bừa bộn. Cảnh sát phát hiện dưới nền bếp gần chân tường có vết máu khô, nhưng trong tủ lạnh có con gà đã làm sạch, trong thùng rác có lông gà, chứng tỏ Phương đã thịt gà trong bếp, vết máu rất có thể là máu gà. Trước khi có kết quả khám nghiệm, cảnh sát không thể khẳng định đây là máu người. Vết máu tại nhà Phương. Ảnh CCTV. Chồng của Phương đi làm xa, con gái học trường tiểu học nội trú, hàng ngày Phương vẫn ở nhà một mình và thường xuyên tụ tập với nhóm người gần nhà để chơi mặt trượt. Gần đây thỉnh thoảng có tin đồn Phương có quan hệ hơn mức bình thường với bạn chơi mặt trượt khác giới, nhưng cảnh sát tạm thời chưa xác định được danh tính người này. Trong lúc điều tra về vụ mất tích của Phương, cảnh sát huyện Ngũ Nguyên tiếp tục nhận được tin báo ông Triệu Cương, 52 tuổi, cũng mất tích. Tối 23 tháng 11, em họ ông Cương tới chơi, uống rượu và ngủ lại nhà Cương. Khoảng 22 giờ, vợ vào phòng ngủ cùng con gái, để ông Cương và em họ ngủ trong phòng của hai vợ chồng. Sáng hôm sau, bà vào phòng thấy em họ vẫn đang ngủ, ông Cương biến mất. Sau gần một ngày không liên lạc được với chồng, người vợ báo cảnh sát. Hai người cùng thôn mất tích trong cùng một khoảng thời gian, cảnh sát nghi ngờ Cương chính là người tình bí mật bị đồn có qua lại với Phương. Tuy nhiên, theo điều tra, cảnh sát được biết ông là người hiền lành, chăm chỉ, không bao giờ chơi cờ bạc hay mặt trượt nên không thể là người cảnh sát đang tìm. Lúc này, vợ ông Cương lại tới cung cấp thêm đầu mối. Người phụ nữ kể sau nhiều năm chăn cừu, bà đã có kỹ năng tìm kiếm vết chân rất tốt vì phải nhiều lần tìm cừu đi lạc. Sáng 24 tháng 11 khi thấy chồng mất tích, bà phát hiện có dấu giày của chồng từ trong nhà đi ra ngoài. Lần theo dấu vết này, bà phát hiện dấu giày biến mất dưới chân tường bao nhà Phương. Cảnh sát tới hiện trường và xác minh tình tiết này là đúng sự thật. Từ vị trí tường bao này đi vào nhà Phương, đường gần nhất là đi qua phòng bếp, cũng chính là nơi phát hiện vết máu. Cảnh sát từ đó nhận định Cương có thể là một trong hai người đàn ông được Phương nhắc đến trong điện thoại, nhưng không rõ ông ta là nạn nhân hay là kẻ giết người. Ban chuyên án chính thức khởi động quy trình điều tra án mạng. Lúc này là 20 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2017, 3 tiếng sau khi nhận tin báo về vụ mất tích của Phương. Cảnh sát một mặt đề nghị nhà mạng hỗ trợ cung cấp thông tin về lịch sử liên lạc của Phương và ông Cương, mặt khác tiếp tục tìm kiếm người tình trong đồn thổi của Phương. Gần 21 giờ, trong tầm ngắm của cảnh sát xuất hiện cái tên Vương Phong, 26 tuổi, người thường chơi mặt trượt với Phương. Mỗi khi Phương hết tiền, Phong đều cho chị ta vay để chơi tiếp. Trong quá trình chơi bài, Phong cũng có lời nói cử chỉ quan tâm đến Phương. Dù Phong kém Phương 12 tuổi, cảnh sát không loại trừ khả năng hai người có quan hệ tình cảm. Tới lúc 22 giờ, cảnh sát nhận được thông tin Phương vừa dùng chứng minh thư để nhận phòng tại một khách sạn tại huyện Lỵ. Camera khách sạn cho thấy Phương đi cùng người đàn ông vào khách sạn lúc 21 giờ 14 phút, nhưng không có vẻ đang bị khống chế mà giống như đang say rượu và được dìu vào. Xác định người đàn ông này chính là Phương Phong, cảnh sát ập vào phòng bắt giữ cả hai đưa về thẩm vấn. Lúc này là 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11, hơn 7 tiếng sau khi nhận được tin báo, cảnh sát còn chưa có kết quả xét nghiệm máu và lịch sử liên lạc từ nhà mạng. Tại cơ quan điều tra, Phong và Phương đều im lặng không trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Trong vụ án mạng, bằng chứng quan trọng nhất là thi thể người bị hại. Nếu không tìm thấy sẽ không thể buộc tội giết người. Phương không chịu khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh CCTV. Nhà của Phong cách nhà Phương chỉ vài trăm mét. Phong sống một mình, vì vậy cảnh sát nhận định nhà Phong rất có thể là nơi phi tang thi thể. Cảnh sát tìm kiếm kiểu trải thảm, đến 9 giờ sáng phát hiện vị trí có vết đất mới đào, thi thể của ông Cương được chôn bên dưới. Lúc này, Phong và Phương mới chịu nhận tội. Do chồng đi làm xa, Phương dần nảy sinh tình cảm với Phong vì hai người thường xuyên chơi mặt trượt cùng nhau. Đêm ngày 23 tháng 11 năm 2017, Phong đến nhà Phương ngủ. Khoảng 2-3 giờ hôm ấy, Phong thấy điện thoại của Phương có tin nhắn của ông Cương. Nội dung tin nhắn đại ý là hỏi có ở nhà một mình có buồn không để qua chơi. Phong đọc tin nhắn xong nổi cơn ghen, trách Phương phản bội. Phương nói ông Cương đã nhiều lần nhắn tin tương tự nhưng không bao giờ trả lời. Phong dùng điện thoại của Phương nhắn bảo ông Cương qua chơi, sau đó cầm dao chờ sẵn. Ông Cương trèo qua tường bao vào đến bếp thì bị Phong tấn công. Phong ép Phương cùng dọn dẹp hiện trường và mang xác đi phi tang. Khoảng 16 giờ hôm sau, Phương trốn đi đón con, nhưng vừa đến cổng trường thì Phong tìm tới nơi. Nhìn thấy Phong từ xa, Phương vội gọi điện cho chị gái. Vừa nói được một câu thì Phong đã chặn lại rồi tắt máy, ép cùng chạy trốn. Khang Diệp theo CCTV Let's Block Us. Oi.